các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay mình lại đến với các bạn, mình sẽ làm một món bánh nha mấy bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món bánh ướt nha. Thì món bánh nước này mình nhà mình không có cái khuôn, cho nên mình mua cái bánh tráng khô về để mình cuốn. Mình cuốn cái bánh tráng này là bằng cái bánh tráng khô, nhưng mà không biết cái mùi vị nó có ngon cái bánh tráng của người ta mới tráng rồi gói hay không. Thì cái nguyên liệu thì bánh tráng này thì mình có bánh tráng và đậu xanh và dừa khô nha mấy bạn. Nhà mấy bạn nhìn thấy cái miếng bánh của mình nó cũng rất là ngon nè. Mùi thơm nó cũng thơm, mình nhìn cái miếng bánh rất là hấp dẫn luôn nha. Cái miếng bánh của mình nó cũng mềm và nó cũng dẻo, ăn cũng như cái bánh mà của mình, của người ta mới mới xay nha mấy bạn, rồi người ta mới tráng á, ăn cũng rất là ngon. Vậy đến đây mình xin mời tất cả các bạn, các cô chú sang vào căn bếp nhỏ của mình để cùng chế biến cái món bánh ướt này nha. Thì mấy bạn ơi, đây là nguyên liệu của mình để mình làm cái món bánh ướt nha mấy bạn. Thì của mấy nơi người ta bán á, thì người ta tráng cái bánh ướt là người ta tráng bằng bột xong rồi người ta đem ra ta gói liền. Còn ở đây mình không có cái khuôn tráng á, thì mình sẽ mua, đây là bánh tráng ngọt nè mấy bạn. Đây là bánh tráng ngọt nha. Thì bánh tráng ngọt nữa một hồi mình sẽ hấp nó lại. Thì nguyên liệu của mình hôm nay mình làm món bánh ướt rồi mình sẽ có là bánh tráng ngọt và đậu xanh cà nha. Dạ đây là dừa mình đã nạo xong rồi. Vậy bây giờ mình mời tất cả các bạn, các cô chú theo chân mình vào căn bếp nhỏ để chế biến cái món bánh ướt nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái đậu của mình nấu đã chín, đã nhừ ra nè mấy bạn, nó nhừ luôn nè, nhìn thấy rất là ngon, hấp dẫn luôn nè. Vậy là bây giờ mình để cái dừa vào để mình trộn rồi đừng mình cuốn bánh nha mấy bạn. Dạ mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổ cái đậu ra để mình trộn lại nha mấy bạn. Đổ cái đậu ra. Đổ cái đậu ra hết ra ngoài này. Mà cái đậu này nè, hồi nãy lúc nãy mình nấu á, là mình đã để đường, một chút muối và đường rồi nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình để vô một miếng dừa, tùy theo mình thích ăn dừa nhiều hay là dừa ít thì mình để vào. Nhiều khi mình để dừa nhiều quá nó sẽ bị không ngon. Cái này có đậu phộng nữa là có rất ngon nha mấy bạn. Đậu phộng nhà mè thì hôm nay, nhưng mà mình đi tiệm mình mua thì ở tiệm thì có hết đậu phộng với mè rồi. Cho nên hôm nay mình không có để vô nha mấy bạn, chỉ có dừa và đậu thôi. Vậy bây giờ mình đã trộn xong cái đậu rồi nè. Vậy bây giờ mình vào bếp để mình cuốn bánh nha mấy bạn. Dạ mấy bạn ơi, mình đã trộn được nhân rồi nè mấy bạn. Vậy bây giờ mình sẽ mà cuốn bánh nha. Thì ở đây mình có bánh tráng ngọt nha mấy bạn. Thì mình sẽ gỡ cái bánh tráng ngọt này ra. Mình sẽ gỡ cái bánh tráng ngọt này ra. Nếu như mình thích dày thì mình sẽ sắp đôi lại. Nếu như mấy bạn thích dày thì mấy bạn sắp đôi lại. Còn như mấy bạn không thích dày thì mấy bạn có thể là gập ra. Mình gập ra nha mấy bạn. Mình gập ra rồi mình sẽ để
Mình sẽ múc nhân mình để vào, tùy theo mình thích để cái nhân nhiều hay hoặc là nhân ít. Mình để cái nhân vào rồi mình tán cho nó đều nha mấy bạn. Và đây mình đã được một cái miếng nhân như thế này rồi. Mình sẽ xếp cái đầu này lại. Rồi mình sẽ xếp hai đầu lại nha. Dạ bây giờ mình đã cuốn như thế này là được một cuốn bánh này nè mấy bạn, được cuốn bánh này nè. Nếu như chúng ta dư cái này thì chúng ta có thể là lấy kéo ta sẽ nhấp cái này bỏ đi. Đây ta sẽ được một cuốn bánh như thế này. Và mình sẽ để vào dĩa như thế này, mình cuốn xong rồi mình sẽ hấp nha. Và bây giờ mình sẽ cuốn thêm một cái cho mấy bạn xem nha. Mấy bạn biết không, mình không có cái chân quay mấy bạn. Rồi mình không có quay được cho mấy bạn thấy hay rõ hơn nha. Mình sẽ tán nó ra. Tán ra cho nó đều cái miếng nhân của mình đó. Rồi tiếp tục mình sẽ xếp lại hai đầu hai bên như thế này. Mình xếp lại hai đầu hai bên nha. Rồi kế tiếp đó mình sẽ xếp cái bề này lại. Rồi mình gấp nó lại nha mấy bạn. Mình sẽ gấp nó lại. Vậy như thế này mình cũng đã được một cái cuốn bánh nữa rồi. Thì cái này dư mình sẽ nhấp cái này bỏ đi. Để cho cái bánh của chúng ta nhìn thấy nó sẽ đẹp hơn. Đây mình đã được hai cuốn rồi nè, mình đã được hai cuốn bánh rồi nè. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình đã cuốn xong cái dĩa bánh của mình rồi nè. Bây giờ mình đem vào bếp để mình hấp nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình bắt sửng lên để hấp bánh nha mấy bạn. Thì đây là bánh của mình đã sắp nó vào cái khay như thế này rồi nè. Cái khay vậy thì mình có thể là mình để dưới một lớp dầu nha mấy bạn. Mình hấp cái này có phải chừng 5 phút là được rồi nha. Nếu như mình cái bánh của mình á, mình không muốn ăn mềm quá, mình hấp chừng 3 phút là được rồi. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái nồi bánh của mình nó được 3 phút rồi nè mấy bạn. Để mình dở cho mấy bạn xem nha. Wow, thơm quá mấy bạn ơi. Mùi thơm, thơm dừa với mùi đậu quá. Thơm quá mấy bạn ơi nè. Nhìn thấy ngon quá nha. Như thế này là mình nhắc xuống được rồi đó nha mấy bạn. Cái bánh của mình rất là ngon rồi nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá mấy bạn ơi. Thì mấy bạn ơi, mình đã làm xong cái món bánh ướt của mình rồi nè. Nhìn thấy nó cũng hấp dẫn và mùi thơm của nó cũng rất là thơm. Nó thơm mùi của đậu xanh nè và thơm của mùi dừa mấy bạn. Cũng thơm lắm, nhìn cái bánh của mình nó cũng rất là ngon nữa nè. Cái món này mình cũng dễ làm nha mấy bạn, không có gì mà khó hết. Mình cũng mua bánh về rồi mình có nguyên liệu chỉ có đậu và bánh tráng mà mình làm được nha. Vậy đến đây mình xin chúc tất cả các bạn các cô chú xem cái món ăn của mình vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn các cô chú trong món ăn lần sau. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn các cô chú nha.